Thân chào các em học sinh khối lớp 7. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng các em sẽ bước vào tiết 19, ôn tập chương 2, 3, 4 và 5. Ở phần nội dung ôn tập, các em sẽ ôn tập các bài sau. Chương 2 gồm 3 bài. Bài 13 môi trường đới ôn hòa. Bài 17 ô nhiễm môi trường đới ôn hòa. Bài 18 thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa. Chương 3, các em ôn tập bài 19, môi trường hoang mạc. Chương 4, bài 21, môi trường đới lạnh. Chương 5, bài 23, môi trường vùng núi. Cô cùng các em sẽ bước vào ôn tập chương 2, môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa. Bài đầu tiên trong chương 2 là bài 13. Môi trường đới ôn hòa. Nội dung thứ nhất là khí hậu. Về vị trí của đới ôn hòa, thì đới ôn hòa nằm khoảng từ chí tuyến, từ hai chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, đến vòng cực Bắc và vòng cực Nam. Và phần lớn diện tích đất nổi ở đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc. Quan sát vào lược đồ hình 13.1 thì các em có thể thấy được là ở phần diện tích đất nổi màu xanh và đới và bán cầu Bắc hơi nhiều hơn ở bán cầu Nam rất nhiều. Đới ôn hòa thì khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, thời tiết thay đổi thất thường. Vậy thì quan sát vào lược đồ, các em có thể thấy được những cái yếu tố về thời tiết ảnh hưởng đến đới ôn hòa như là những đợt khí lạnh, những đợt khí nóng, gió tây ôn đới và dòng hải lưu nóng. Vậy thì những cái yếu tố này nó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở đới ôn hòa? Thì đới ôn hòa chịu tác động của khối khí nóng từ vĩ độ thấp tràn lên và khối khí lạnh từ vĩ độ cao tràn xuống theo từng đợt đột ngột. Những đợt khí nóng sẽ làm cho nhiệt độ tăng cao, rất khô và dễ gây cháy. Còn những đợt khí lạnh thì làm cho nhiệt độ xuống thấp đột ngột dưới 0 độ C, có gió mạnh và tuyết rơi dày. Còn gió tây ôn đới và dòng biển nóng từ đại dương thổi vào sẽ mang theo không khí ấm và ẩm vào trong đất liền và gây mưa. Phần nội dung thứ hai đó là sự phân hóa của môi trường. Thiên nhiên ở đới ôn hòa thay đổi theo thời gian và không gian. Về thời gian thì ở đới ôn hòa trong một năm có bốn mùa là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Về không gian thì đới ôn hòa gồm các kiểu môi trường, đó là môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, cận nhiệt đới ẩm, cận nhiệt đới gió mùa, và các kiểu môi trường này thay đổi theo vĩ độ, theo chiều, tức là theo chiều từ Bắc xuống Nam, hoặc là theo chiều từ Tây sang Đông, theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới. Bài thứ hai trong chương 2 đó là bài 17, ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Phần 1 đó là ô nhiễm không khí, A nhỏ là về thực trạng. Các em sẽ quan sát hai bức hình và biết được thực trạng của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa, đó là bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề. Về nguyên nhân của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa, đó là do sự phát triển của công nghiệp, phương tiện giao thông, hoạt động sinh hoạt của con người. Ngoài ra thì còn do cháy rừng, sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử đã thải khói, bụi vào trong không khí. Về hậu quả thì ô nhiễm không khí đã tạo nên những trận mưa axit làm tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho trái đất bị nóng dần lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao. Ngoài ra khí thải còn làm thủng tầng ozone. Nội dung thứ hai trong bài 17 đó là ô nhiễm nước. Về thực trạng thì các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển và nước ngầm.
Về nguyên nhân của ô nhiễm nước ở đới ông Hòa, đó là do váng dầu, do đắm tàu hoặc rò rỉ ống dẫn dầu đã gây nên hiện tượng là thủy triều đen. Do hóa chất từ các nhà máy, nước thải từ các khu dân cư chưa được xử lý đã đưa trực tiếp ra sông, biển. Nguyên nhân thứ ba là do lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng đã gây ô nhiễm nước ngầm. Về hậu quả của ô nhiễm nước, đó là tạo ra hiện tượng thủy triều đỏ, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch để phục vụ cho đời sống và sản xuất của con người. Bài thứ 3 trong chương 2 đó là bài 18, thực hành nhận biết đặc điểm môi trường ở đới ông Hòa. Ở đới ông Hòa thì có 3 kiểu môi trường đặc trưng, đó là môi trường ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải. Các em sẽ đọc bảng đặc điểm khí hậu của 3 kiểu môi trường này. Bài tập 1 trong bài 18 thì người ta yêu cầu các em là xác định các biểu đồ tương quan nhiệt ẩm dưới đây thuộc các kiểu môi trường nào ở đới ông Hòa. Khi các em gặp cái dạng bài tập như thế này thì các em sẽ tiến hành phân tích về nhiệt độ và lượng mưa của từng biểu đồ theo bảng dưới đây. Về nhiệt độ thì các em sẽ phân tích về nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ C vào tháng mấy, biên độ nhiệt năm là bao nhiêu và thời gian nào là có tuyết rơi, vì đây là đới ông Hòa. Còn về lượng mưa thì các em sẽ xác định lượng mưa nhiều nhất, lượng mưa thấp nhất là bao nhiêu mm và là vào những tháng nào. Từ đó thì các em sẽ rút ra kết luận cái biểu đồ đó nó thuộc kiểu môi trường nào. Tiếp theo đó là bài tập 3 trong sách giáo khoa trang 60. Bài tập này thì cô sẽ tóm tắt trong cái bảng số liệu về lượng khí thải của CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997. Các em sẽ nhận xét lượng khí thải từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng lượng khí thải CO2. Đầu tiên là để nhận xét được lượng khí thải từ năm 1840 đến năm 1997 thì các em cần quan sát vào bảng số liệu. Quan sát vào bảng số liệu, các em có thể nhận xét được là cái lượng khí thải này trong giai đoạn từ năm 1840 đến năm 1997 nó có sự gia tăng liên tục hoặc giảm liên tục hoặc tăng không đều hoặc giảm không đều. Thì các em sẽ quan sát vào cái bảng số liệu và từ đó các em nhận xét. Về phần giải thích nguyên nhân thì nguyên nhân của sự gia tăng lượng khí thải CO2 thì các em có thể dựa vào nội dung của bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ông Hòa để các em giải thích. Lượng khí thải CO2 trong không khí gia tăng có thể là do hoạt động sản xuất của con người, như là từ các nhà máy, các phương tiện giao thông, hoặc là do các yếu tố tự nhiên như là cháy rừng, phá rừng, đốt rừng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ôn tập sang chương 3, môi trường hoang mạc, hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. Bài 19, môi trường hoang mạc. Phần 1 nhỏ, đặc điểm của môi trường. Các em sẽ quan sát vào hình 19.1, lục độ phân bố hoang mạc trên thế giới. Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt trái đất, chủ yếu nằm dọc hai bên đường chi tuyến và giữa đại lục Á Âu. Hoang mạc có khí hậu rất khô hạn và khắc nghiệt, biên độ nhiệt năm và biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, lượng mưa rất thấp và có lượng bốc hơi rất lớn. Hoang mạc ở đới nóng như là hoang mạc Sahara ở châu Phi có mùa đông ấm và mùa hạ rất nóng. Còn hoang mạc ở đới ông Hòa như là hoang mạc Gobi ở châu Á có mùa đông rất lạnh và mùa hạ không quá nóng. Phần nội dung thứ hai, sự thích nghi của thực động vật với môi trường. Ở hoang mạc, do điều kiện sống thiếu nước nên thực vật cằn cỗi, động vật hiếm hoi. Các loài thực vật và động vật
trong hoang mạc thích nghi với môi trường khô hạn và khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Thực về thực vật thì ở môi trường hoang mạc có xương rồng, chà là và cây bưởi gai. Còn về động vật thì có những cái loài như là lạc đà và linh dương, là những cái loài sống được nhờ có khả năng chịu khát và đi xa để tìm thức ăn, nước uống. Ngoài ra thì còn có bò sát và côn trùng. Chúng sống vùi mình trong cát hoặc trong các hốc đá và chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Chương 4. Môi trường đới lạnh, hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh. Nội dung ôn tập của chương 4 đó là bài 21 Môi trường đới lạnh. Phần nội dung thứ nhất, đặc điểm của môi trường. Về vị trí thì đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực. Do nằm ở vị độ cao nên có khí hậu lạnh lẽo và khắc nghiệt quanh năm. Các em sẽ quan sát vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Holman, Canada để biết được khí hậu ở đới lạnh nó khắc nghiệt và nó lạnh lẽo như thế nào. Ở đới lạnh thì mùa đông rất dài, kéo dài từ 8 đến 9 tháng, thường có bão tuyết dữ dội, và mùa hạ rất ngắn, chỉ từ 2 đến 3 tháng, và nhiệt độ vào mùa hạ thì không vượt quá 10 độ C. Lượng mưa cả năm rất ít, chủ yếu là dưới dạng tuyết rơi, cho nên là bề mặt đất nó đóng băng quanh năm. Chính vì khí hậu lạnh lẽo và khắc nghiệt như vậy, nên ở vùng Bắc Cực đã hình thành nên những tảng băng trôi, và ở vùng Nam Cực đã hình thành nên những núi băng. Phần nội dung thứ hai là sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường đới lạnh. Đài nguyên vùng Bắc Cực chỉ phát triển vào mùa hạ ngắn ngủi, cây cối cõi cọc, thấp lùn, mọc xen lẫn với rêu và địa y. Động vật thích nghi với đới lạnh nhờ có lớp mỡ dày, lớp lông dày hoặc bộ lông không thấm nước. Một số động vật ngủ đông hoặc di cư để tránh mùa đông lạnh như là tuần lộc, chim cánh cụt hay cẩu. Chương 5. Môi trường vùng núi, hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi. Nội dung ôn tập trong chương 5 đó là bài 23 Môi trường vùng núi. Phần nội dung thứ nhất, đặc điểm của môi trường. Khí hậu và thực vật ở vùng núi thay đổi theo độ cao và hướng của sườn núi. Về độ cao, thì càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm, và cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm xuống 0,6 độ C. Về hướng của sườn núi, thì sườn núi đón nắng có thực vật tươi tốt và mọc ở độ cao lớn hơn sườn khuất nắng, vì khí hậu ấm áp hơn. Sự phân tầng thực vật thành các đai cao ở vùng núi cũng gần giống như khi đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao. Ví dụ như là ở độ cao thấp từ 0 đến 1.000m thì khí hậu nó ấm áp, cho nên là nó hình thành nên rừng cây lá rộng. Lên cao hơn thì khí hậu nó lạnh hơn, cho nên thực vật cũng thay đổi theo, hình thành nên những cái rừng cây lá kim, đồng cỏ, và ở độ cao trên 3.000m, ở đới ôn hòa thì nó hình thành nên băng tuyết vĩnh viễn. Phần nội dung thứ hai, cư trú của con người. Các vùng núi thường là nơi thưa dân, là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người. Người dân ở những vùng núi khác nhau trên trái đất sẽ có những đặc điểm cư trú khác nhau. Các dân tộc ở miền núi châu Á thường sống ở những vùng núi thấp, còn các dân tộc ở miền núi Nam Mỹ lại ưa sống ở những độ cao trên 3.000m. Và vùng sườn châu Phi thì người Ethiopia lại tập trung sống trên các sườn núi cao chắn gió. Ở phần hướng dẫn về nhà, thì các em sẽ xem lại những bài học trong nội dung ôn tập chương và xem trước bài 25, Thế giới rộng lớn và đa dạng.